nàng dâu thời nay tập 10 với sự xuất hiện của hai gia đình vô cùng duyên dáng. Tại sao Tú lại thấy ưng ưng bụng bạn Ngọc vậy? Lua chắc mê ánh mắt quá. Mê ánh mắt, gặp mắt, mắt đẹp. Mê luôn. Liệu gia đình có vượt qua được những câu hỏi kiến thức thú vị? Lễ hội Ten Kin Pang, lễ hội té nước lớn nhất Việt Nam, được tổ chức hàng năm ở tỉnh thành nào? Hết. Nói lớn lên. Trò chơi vui nhộn từ chương trình Bắt hình dòng tóc gì? Trong mặt. Câu trả lời sẽ có trong tập 10 Nàng dâu thời nay, phát sóng vào lúc 19 giờ 15 phút thứ năm ngày 9 tháng 3 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả đón theo dõi.